Buổi sáng ở Bạc Liêu ăn gì? Thì đây là một cái quán ăn thì mình sẽ recommend cho các bạn nên tới ăn vào buổi sáng nha. Một trong những quán ăn mà mình thấy ăn ngon mà các bạn không thể bỏ qua khi mà về Bạc Liêu. Ngày hôm nay thì tụi mình đến đây thì tụi mình kêu những món như sau. Thứ nhất á, ở đây là có cà ri dê, bò kho, phở, bánh ướt. Và đây là cái món bánh mì ốp la bò. Thì cái quán này thì hầu như là bán khá là nhiều món. Và món nào thì tụi mình cảm thấy là cũng rất là ngon luôn. Chính vì vậy nếu như mà mọi người tới Bạc Liêu á, mà buổi sáng chưa biết ăn gì thì hãy chọn cái quán này để mà bắt đầu một ngày mới ở Bạc Liêu nha. Chưa ăn thôi nhưng mà đã thấy nước miếng chảy ròng rã rồi các bạn. Và bây giờ mà cả nhà mình ăn thôi, mình gọi sáng nay đó. Tại vì mình đói bụng quá nên mà mình sẽ gọi ăn hết từng này. Để hy vọng là sẽ có một ngày căng tràn năng lượng để đi du lịch cũng như là giới thiệu cho các bạn nhiều địa điểm du lịch hơn nha. Và bây giờ mà cả nhà mình thử thôi. Tới Bạc Liêu thì Bóng Ngô thường đi chỗ nào? Tới Bạc Liêu thì mình sẽ đi, thứ nhất là nổi tiếng đó chính là Điện Gió này. Thứ hai là Bạc Liêu sẽ có là Nhà Công Tử Bạc Liêu. Nghe danh Công Tử Bạc Liêu, đốt tiền nấu trứng tạo ra mình giàu. Còn mình không có tiền để đốt nhưng mà mình đi cầm tiền đi tới quán này mình ăn thôi. Món đầu tiên thì mình sẽ mời các bạn ăn đó chính là món cà ri dê. Một tô như thế này, béo ứ ự. Đây, một miếng thịt, đây là cái sườn dê đúng không? Còn đây là thịt dê này. Thịt dê này, miếng nào miếng nấy cũng to bự chà bá luôn các bạn. Một cái điều đặc biệt á là mọi người ăn ở đây á thì mọi người nhìn thấy á là những cái miếng bò hay là những cái miếng dê rất là to luôn, siêu to khổng lồ luôn mọi người, ăn rất là đã. Ok, tụi mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử, mời cả nhà mình ăn nha. Bun thì ăn hủ tiếu bò kho, còn mình thì mình thích ăn con dê. Và ăn thì không thể thiếu là rau sống, một rổ rau sống xanh mương mướt như vậy á. Dê thì phải ăn kèm đó chính là muối, đây là muối ớt chanh. Mời cả nhà mình ăn thôi. Vừa mới làm ra nóng hổi luôn các bạn. Một tô cà ri như vậy á rất là đậm đà luôn. Và mình thấy là cà ri này nó cay nha. Còn hủ tiếu ở Bạc Liêu á thì cũng sẽ rất là khác biệt so với lại cọng hủ tiếu mà mọi người đã ăn ở những cái tỉnh thành khác. Cọng hủ tiếu Bạc Liêu thì khá là dai. Thế à? Lát dê mềm. Còn một cái da của con dê nữa. Một cái sự hoàn vị giữa béo, mềm của thịt, ngọt. Thịt dê này á ướp rất là ngon nha. Nè, một cái miếng bò rất là to luôn nha mọi người. Nói thiệt á. Nhưng mà đúng, thịt bò rất là mềm. Một tô to rất là thơm. Mình nghĩ là với cái sức của mình lúc nãy á, đúng là người ta thường nói á, đói bụng á, khi mà mình giống như mình đói bụng cái gì mình thấy mình cũng thèm á, mình cũng tham á. Nên mình gọi rất là nhiều luôn, nhưng mà mình nghĩ một tô như vậy á là xíu nữa mình sẽ no ứ ự rồi á. Một điều á là khi mà mọi người đến đây ăn á thì hầu như á quán này bán á là thịt tươi nha. Còn những cái quán khác mọi người ăn á thì chủ yếu là thịt đông lạnh á. Chính vì vậy cái vị của nó sẽ không có được ngon. Giá của cà ri dê là 55 ngàn, còn giá của bò kho là 35 ngàn. Con niêm yết giá ở đây rồi. Ở đây thì mình thấy là cái món mà cà ri dê mình đang ăn á 55 ngàn, còn món bò kho là 35 ngàn. Quý vị, giá cả thì phải chăng giữa một cái thành phố tấp nập xô bồ nhộn nhịp như vậy, quán ăn thoáng mát rộng rãi sạch sẽ. Còn quý vị ơi, quán thì bán được từ sáng tới trưa thôi. Các bạn đi mà trễ một chút xíu á, là không còn nữa đâu nha quý vị bạn. Theo mình được biết là quán Trúc này á không chỉ là bán đồ ăn sáng đâu, còn buổi trưa tới chiều tối thì sẽ bán lẩu bò nha các bạn. Mà lẩu bò thì đây là lẩu bò gia truyền hơn 20 năm. Ngày xưa mình ăn ở quán á, thì mình nhớ quán này thì gần ở nhà Công Tử Bạc Liêu. Và hôm nay thì quán đã chuyển qua bên này rồi và cơ sở khang trang hơn, rộng hơn, thoáng mát hơn nha quý vị bạn. Nước súp cà ri dê này á thì ăn rất là đậm đà và mình thấy là rất là khác với Sài Gòn nha. Ở Sài Gòn á thì cái món cà ri dê này á là người ta bỏ thêm nước cốt dừa rất là nhiều luôn, nên ăn vào rất là ngấy,
Còn ở đây á thì không có bỏ nước cốt dừa, mà ở đây thì ăn cái hương vị đậm đà giống như là hương vị của người Ấn á. Thì Bọc Ngô cũng đã ăn đi ở Ấn ăn thử rồi, được nêm nếm theo cái phong cách của người Việt Nam. Bò kho cũng vậy, mình đã ăn bò kho rất là nhiều chỗ, và đặc biệt là có rất là nhiều chỗ ở Sài Gòn bán bò kho. Thế nhưng là khi mà mọi người ăn bò kho ở đây á thì một cái hương vị rất là khác luôn, rất là đặc biệt và rất là ngon luôn nha mọi người. Cho nên đây là một cái địa chỉ mà khi đến Bạc Liêu thì mọi người nhớ đến để mà thử. Chính vì vậy trước khi mà bắt đầu một cái cuộc hành trình khám phá những cái địa điểm tâm linh ở Bạc Liêu á, thì mọi người nhớ đến cái quán này để mà ăn sáng, bắt đầu cho một ngày mới thật là vui vẻ. Với cái hương vị rất là đặc biệt như vậy á, thì mọi người nhớ đến quán Trúc ở đường Hòa Bình để mà ăn sáng, bắt đầu cho một cái ngày mới, một cái hành trình mà mọi người tham quan khám phá những cái địa điểm tâm linh rất là nổi tiếng ở Bạc Liêu nha. Và quán thì nằm ở ngay tại trung tâm thành phố luôn, nên là các bạn cứ về thành phố là các bạn hãy tìm tới quán này. Ở đâu thì các bạn cũng có thể tới được hết trơn hết trọi á. Mọi người biết không, ở đây á thì dê và bò thì là hoàn toàn là thịt tươi luôn, chứ không phải là thịt mà đông lạnh như là những cái chỗ khác tụi mình đã ăn. Chính như vậy thịt rất là thơm và rất là ăn có cái mùi vị ngọt. Bò tươi mới mỗi ngày. Bò này không phải là bò đông lạnh, bò này là bò nóng nha. Bò nóng, dê nóng, tức là dê mà được lấy từ mỗi ngày, hàng ngày chứ không phải là để đông lạnh. Từ lò, mỗi ngày chứ không phải là để đông lạnh đâu. Nên là mình biết, nên là khi mà mình ăn vào á thì cái thịt ở đây nó cũng sẽ ngọt hơn, và thịt ở đây nó không bị hôi. Nếu như thịt để trong tủ lạnh để mà đông lạnh á, thì mọi người ăn á thì nó sẽ nghe cái mùi mà người ta, người ta đúng là mùi cũ, với lại thứ hai là người ta bỏ gia vị rất là nhiều vào để mà át đi, át được cái mùi mùi bò cũng như là mùi dê, mùi tanh của nó. Đó là bí kíp mà mình đi ăn khi mà mình phân biệt rằng thịt nào là thịt đông lạnh, thịt nào là thịt nóng nha quý vị và các bạn. Khi mà mọi người ăn thịt nóng và thịt tươi á thì cái hương vị nó cũng rất là khác luôn. Đúng. Mình thấy là hầu như rất là ít quán bán cái thịt tươi, thịt nóng như vậy. Cho nên cái khẩu vị cũng rất là ngon. Ở đây thì có hai cái món signature mà các bạn đang ăn, đó chính là món là cà ri dê này, cũng như là bò kho này. Và bên này mình còn có những cái món khác, đó chính là phở bò này. Bò này, bò tươi mới mỗi ngày, bò nóng nha quý vị các bạn, cam đoan bò nóng luôn. Và thứ hai đó chính là món là bánh ướt này. Bánh ướt, và bánh ướt này á thì chả nhà làm nha quý vị các bạn, ăn và cũng sẽ rất là khác luôn. Và món tiếp theo là món ốp la bò nha. Thịt bò cũng là thịt tươi nóng mỗi ngày luôn, nên là tha hồ các bạn lựa chọn món ăn nha quý vị và các bạn. Nói thật đó là lúc nãy là mình gọi rất là nhiều, tại vì mình nghĩ là mình sẽ ăn hết, nhưng mà không ngờ là một cái tô nó quá nhiều như vậy á, nên là mình sẽ ăn tiếp. Tụi mình thì đã đi tất cả các tỉnh miền Tây rồi, và quán này là một trong những cái quán mà bán đặc sản Bạc Liêu rất là ngon, cho nên là mọi người cũng nên ghé qua khi mà đến Bạc Liêu nha. Quán Trúc bán ăn sáng và bán lẩu bò vào buổi chiều tối á thì cũng là một cái nơi mà đã bán hơn 20 năm rồi. Và là khi mà tụi mình tới đây á thì cũng có rất là đông những cái người dân Bạc Liêu đến đây ăn luôn. Cho nên một cái địa điểm mà người dân địa phương cũng lựa chọn đến ăn thì chắc chắn là một cái quán ngon rồi đó mọi người. Và địa chỉ của quán là quán Trúc nằm tại đường Hòa Bình nha quý vị và các bạn. Ăn thôi.